Happy, happy birthday to you. Happy birthday. 5 năm thì ngắn củn mà, 5 năm là cái gì đâu. Công ty mà 5 năm thì 55 tuổi thì vẫn là cái công ty trẻ măng, đúng không? Vâng. Thì anh nghĩ là mình gọi là một cái mốc thôi. 5 năm là một cái milestone, là một cái mốc, nhưng mà là cái mốc quan trọng đấy. Bởi vì là các công ty thì người ta bảo là sau 2 năm thì cứ 100 công ty thì sau 2 năm 100 công ty thành lập mới thì sau 2 năm kể từ ngày thành lập thì chỉ còn khoảng 20% là tồn tại thôi. Đấy anh, đấy còn mình bây giờ mình sang đến 5 năm thì anh nghĩ là chắc là mình lọt vào trong cái số khoảng 5% gì đó công ty là vượt qua được cái mốc 5 năm. Thì mình thấy là 5 năm thì là một cái, tức là công ty mình bây giờ mình bắt đầu phải nghĩ về những cái vấn đề mà nó lớn hơn, như là về văn hóa công ty rồi lịch sử công ty. Đấy nó là những cái mà mình sẽ phải làm, đúng không? Đấy bây giờ các bạn đang làm những cái này thì chính là để chuẩn bị cho cái đó. Đấy thì nói chung là 5 năm thì cũng là một cái dịp để mình kỷ niệm, và cũng là một cái dịp để mình nghĩ ra những cái công việc mới và phù hợp với lại cái tuổi của công ty. Mình là Vân, đến từ phòng hành chính nhân sự công ty Amogen Hà Nội, là một trong những thành viên tham gia từ những ngày đầu thành lập. Đến nay đã được 5 năm. Thời gian vừa qua là một thời gian dài và có rất nhiều kỷ niệm. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập công ty, kính chúc cho tất cả nhân viên Amogen sức khỏe, hạnh phúc và thành công với Amogen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Em vào làm ở Apogen đã được 4 tháng rồi. Thì nói chung là đây là một môi trường rất là năng động, trẻ trung, và đó cũng là một môi trường mà em mong muốn được làm việc lâu dài. Và em cảm thấy ở Apogen em có điều kiện để phát triển và có cái cơ hội để tự mình hoàn thiện nhiều cái kỹ năng nghề nghiệp hơn. Và em rất mong muốn đây sẽ là một cái ngôi nhà mà em được chung sống và làm việc thoải mái, vui vẻ. Và em mong muốn được chứng kiến cái sự thành công hơn nữa của Apogen trong thời gian tới ạ. Together we'll be. 4 năm gắn bó thì rất nhiều những cái kỷ niệm, vui có, buồn có. Nhưng mà trên tất cả, mình chỉ muốn gửi tới một điều, đấy là mình yêu Apogen và hy vọng rằng công ty sẽ ngày càng gắn bó, sẽ ngày càng phát triển. Chúc cho ban lãnh đạo công ty luôn sáng suốt để lãnh đạo đưa con tàu Apogen thành công hơn nữa. Hợp hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi. Love all the men of the country. Happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll... Anh đang làm gì vậy anh? Anh đang ngồi chơi. Anh Nam hiện nay là, xin phép cho chị không phát biểu một tí nhé. Anh Nam ấy hiện nay là anh rất đang bức xúc, bởi vì là anh có một điều ước, mơ biết là điều ước gì không? Là gì vậy chị?
anh ấy chỉ có một điều ước duy nhất là xung quanh anh ấy chỉ toàn đàn ông, nhưng mà bây giờ điều ước nó bị ngược lại. Chị làm em cảm thấy hơi lo lắng rồi đấy. Một FC xuất sắc của Avrochen mà lại ước là xung quanh toàn đàn ông. Vậy thì anh ấy có vấn đề gì về giới tính không ạ? Xin anh hãy chia sẻ đôi chút cảm xúc. Em vừa được biết là anh ước xung quanh anh chỉ toàn đàn ông. Vậy anh về vấn đề giới tính của anh có vấn đề gì không anh? Không phải là vấn đề đến với giới tính. Tại vì là khi mà có các bạn nữ bên cạnh, như là anh cứ muốn mói chân tay anh không chịu được. À, cho nên là tức là như là nam cho nó lành. I will always be on your birthday. 1, 2, 3, we'll blow out the candle. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Với khoảng thời gian gắn bó không dài nhưng cũng đủ để có thể là đó là một trong những thành viên làm việc do với Apple trên. Thế nên là cũng chả biết nói nào, chỉ biết là nói là mình hy vọng là tất cả mình và tất cả anh chị em cố gắng đưa cho con thuyền Apple trên đi đến bến bờ bình quang. Đến thời điểm này nhìn lại thấy là 5 năm rất là dài. Dài của mình đấy là một quá trình phấn đấu và nỗ lực không ngừng của từ các lãnh đạo Apogee, từ CEO cho đến là các nhân viên. Nhưng cũng cảm nhận rất là ngắn, bởi vì trong quãng đời con người 5 năm có lẽ là khoảng thời gian mà quá ngắn ngủi. Và nhìn lại những gì toàn thể là nhân viên Apogee đã đạt được thì là một cái thành tích hết sức là đáng nể. Và tại thời điểm 5 năm này, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào cái tương lai, một cái sự nghiệp rất là bền vững và lâu dài của Apogee. Và nhân dịp này tôi xin chúc toàn thể là anh chị em nhân viên Apogee có một kỳ kỷ niệm vui vẻ, đoàn kết, và từ đó là chúng ta sẽ có nhiều lễ kỷ niệm các 5 năm tiếp theo của Apogee. 5 tuổi so với đời người mới biết nói, biết đi, biết chạy, nhưng đối với Avrochen 5 tuổi đã đủ bản lĩnh để sự tồn tại và phát triển tình thương trường. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật, 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. On this day all together we'll be. And we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candle. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Come on. Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây,
mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Một hai ba ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. On this day, all together we'll be. I will all sing for your birthday. One, two, three, we'll blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hợp hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Một hai ba ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. On this day, all together we'll be. And we'll all sing for your birthday. One, two, three, we'll blow out the candle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah. Come on. Hợp hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Một hai ba ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you.